trả lời câu hỏi con đang làm gì. Như chúng ta đã biết là trẻ tự kỷ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc là hiểu ngôn ngữ cũng như là khả năng diễn đạt và đặc biệt là khả năng khái quát mọi vấn đề. Vì vậy chúng ta sẽ thấy có nhiều trẻ nào có khả năng trả lời được các câu hỏi như là bạn đang làm gì đây, cô đang làm gì đây, hoặc là bố đang làm gì thế, thông qua việc là nhìn vào bức tranh trả lời hoặc là nhìn người khác đang hoạt động và trả lời. Có một số bạn là có khả năng như vậy. Thế nhưng khi được hỏi là con đang làm gì thế thì trẻ lại không trả lời được. Hoặc là có một số trẻ thì chưa có khả năng là trả lời tất cả các loại câu hỏi như vừa rồi tôi vừa nêu. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người một số cái chiến lược để giúp con trả lời câu hỏi đó. Đương nhiên là cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta thực hiện bài tập này thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho trẻ để đạt được các cái yêu cầu như sau. Đó là trẻ phải trả lời được, nhìn vào bức tranh và trả lời được các hoạt động của nhân vật trong tranh. Ví dụ bạn nhìn bức tranh và nói bạn đang ăn, hoặc bạn đang uống, hoặc là cô đang ăn, hoặc là chú đang uống. Đó, hoặc là trẻ có thể trả lời được câu hỏi khi nhìn người khác trực tiếp đang thực hiện hoạt động. Ví dụ như là cô đang gãi đầu, hoặc là cô đang uống nước. Ví dụ như vậy, trẻ có thể trả lời được những câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bài tập này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chuẩn bị cho bài tập của mình. Như chúng ta đã biết là một cái kênh học rất là phổ biến thường gặp ở các bạn trẻ tự kỷ đó là các bạn học bằng kênh thị giác. Vì vậy nếu như với bài tập này chúng ta sử dụng hình ảnh thì trẻ sẽ học một cách dễ dàng hơn và hỗ trợ phần hiểu cho trẻ tốt hơn. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn là khi bắt đầu bài tập chúng ta hãy chuẩn bị những cái loại hình ảnh như sau. Có thể chúng ta sẽ chụp ảnh trực tiếp của trẻ đang hoạt động hàng ngày. Ví dụ như hình ảnh hoạt động bạn đang viết, bạn đang ăn, trẻ đang ăn, trẻ đang chơi đá bóng, hoặc là trẻ đang uống nước, hoặc là trẻ đang xem TV, thì chúng ta có thể là chụp những cái ảnh đó và lưu lại. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng những hình ảnh biểu tượng cho cái việc cho các cái hoạt động hàng ngày đó, như là một số mẫu mà tôi đưa ra đây ạ. Với những hình ảnh này thì chúng ta sẽ phải in ra giấy và mỗi ảnh là một tờ riêng lẻ. Chúng ta có thể in ra nhiều khổ khác nhau tùy thuộc vào cái khả năng học tập cũng như là khả năng thị giác của từng trẻ. Có những trẻ sẽ phải sử dụng những ảnh to và có những trẻ thì sẽ sử dụng những ảnh vuông và nhỏ, nó khoảng là 10x10 hoặc là 7x7 hoặc là 5x7 gì đó, thì chúng ta lựa chọn tùy thuộc vào cái khả năng hiện tại của con. Đấy là cái việc sử dụng hình ảnh. Ngoài ra chúng ta cũng phải lưu ý một số kênh hỗ trợ để cho trẻ, để sau này chúng ta sẽ sử dụng trong những cái bước tiếp theo, bước cao hơn. Ví dụ như là hỗ trợ bằng cử chỉ điệu bộ, đó là chỉ vào những cái hoạt động hay là cái đồ vật mà trẻ đang hoạt động, hoặc là lời nói, được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về các giai đoạn để hướng dẫn cho trẻ trả lời câu hỏi này. Thì tôi chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ được gọi là giai đoạn mà hướng dẫn để giúp cái khả năng hiểu của trẻ. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn về thực hành đến nhuần nhuyễn trong tất cả cuộc sống hàng ngày để nó trở thành một cái kỹ năng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà khái quát, để tăng cái khả năng khái quát của sử dụng hay là trả lời cái câu hỏi đó trong tất cả các môi trường với các đối tượng khác nhau, vân vân và vân vân. Tôi sẽ làm rõ trong những đoạn clip dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 1. Giai đoạn 1 như tôi đã nói là giai đoạn đầu tiên là sẽ giúp cho cái việc hiểu của trẻ cũng như là hướng dẫn cho trẻ cái cách trả lời như thế nào trong cái câu hỏi của người lớn hay của người khác. Thế thì bước số 1 thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị toàn bộ những ảnh đơn lẻ mô tả các hoạt động hàng ngày của trẻ mà trẻ hay thực hiện. Ví dụ như là trong một buổi học với cô giáo hoặc là trong một buổi chơi cùng với mẹ thì trẻ thường hay làm hoạt động gì, thì chúng ta sẽ phải chụp ảnh trẻ để chúng ta sẽ làm cái công cụ dạy học.
Đối với những trẻ tốt thì chúng ta có thể lên mạng sử dụng những hình ảnh có sẵn, là hình ảnh mang tính chất là biểu tượng, những nét vẽ hay là của những cái trẻ khác thì chúng ta có thể dạy. Nhưng mà đối với những bạn khó khăn thì chúng ta nên sử dụng đúng cái hình ảnh của trẻ để trẻ có thể hiểu được tốt hơn, được không ạ? Đấy là bước 1. Bước thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là vào cái quá trình dạy cho trẻ. Thế thì khi chúng ta sẽ thực hiện một cái nguyên tắc là luôn luôn là thống nhất trong tất cả các hoạt động, là khi mà trẻ thực hiện hoạt động nào đó thì người mẹ hoặc là giáo viên hoặc người khác sẽ đưa một cái ảnh liên quan chụp về cái hoạt động đó và nói với con là con đang vẽ, hoặc là con đang viết, hoặc là con đang chơi bóng. Chúng ta sẽ chỉ vào ảnh cũng như là chỉ vào vào trẻ, hoạt động của trẻ, và nói à con đang chơi bóng này, đấy, con đang chơi bóng đó. Thì chúng ta sẽ đưa ảnh ra và nói để hỗ trợ cho trẻ việc hiểu thông qua nghe, hiểu thông qua thị giác và ứng với cái hoạt động hiện tại của trẻ. Trong quá trình trẻ thực hiện hoạt động, ví dụ như trẻ đang viết hoặc đang vẽ hoặc đang đánh răng, thì chúng ta cũng nói với trẻ là con đang đánh răng. Đây là một cái việc là chúng ta nạp cho trẻ một cái mẫu câu cũng như là giúp cho trẻ hiểu được cái hoạt động của mình đang thực hiện nó ứng với cả cái phần lời nói như thế nào. Thế rồi bước thứ ba, khi trẻ đang thực hiện hoạt động, chúng ta đã sau khi mà chúng ta đã nói là à, con đang đánh răng rồi, con đang viết rồi, thì trẻ vẫn tiếp tục đang thực hiện hoạt động của chúng ta. Lúc này chúng ta chưa hỏi. Đến bước thứ ba thì chúng ta bắt đầu mới hỏi trẻ. Chúng ta dừng hoạt động của trẻ lại và con đang làm gì? Nếu như mà trẻ trả lời được thì chúng ta sẽ khen trẻ, ô đúng rồi, con nói giỏi lắm, con đang viết bài. Chúng ta nhấn mạnh lại cái câu mà trẻ phải trả lời. Đó là nếu mà trẻ trả lời được. Nhưng nếu như trẻ không trả lời được thì lúc đó chúng ta sẽ phải hỗ trợ trẻ bằng cách là chỉ vào cái ảnh mà chúng ta đặt bên cạnh bàn làm việc của trẻ hay đặt cạnh trẻ. Con đang làm gì? Trẻ sẽ nói là đá bóng, bởi vì là trẻ đã gọi được tên các hoạt động thông qua tranh rồi. Đây là một cái bước là chúng ta hỗ trợ bằng hình ảnh để cho trẻ nói ra được cái hoạt động của mình, được không ạ? Đấy là bước thứ ba. Sau khi mà chúng ta làm được cái bước thứ ba rồi thì chúng ta bắt đầu bước thứ tư. Bước thứ tư đó là chúng ta giảm cái sự nhắc nhở đi, chúng ta bớt dần cái việc là trẻ phụ thuộc với cả nhắc nhở bằng hình ảnh. Thì chúng ta sẽ làm một bước như sau, là chúng ta sẽ vẫn để cái ảnh bên cạnh của trẻ và chúng ta úp cái ảnh xuống để trẻ không nhìn thấy cái hình ảnh đó, nhưng trẻ nhớ là cái bức ảnh đó nói về điều gì đó. Lúc này thì ảnh đã được úp xuống và chúng ta trong quá trình trẻ làm việc, chúng ta sẽ lại hỏi trẻ là con đang làm gì đấy. Sau vài lần thì trẻ có thể là mường tượng ra là cách trả lời, có thể có một số trẻ sẽ trả lời ngay lập tức được. Nhưng có một số trẻ thì trẻ sẽ ngập ngừng hoặc là gặp khó khăn trong việc trả lời, thì chúng ta chỉ cần chỉ tay vào cái tấm ảnh mà đã được úp xuống thì trẻ sẽ nhớ ra, sẽ nhớ ra là à, đá bóng, thì trẻ sẽ nói là đá bóng, đúng không ạ? Chúng ta có thể giảm dần sự trợ giúp bằng cách đó. Hoặc trẻ vẫn không làm được thì chúng ta có thể chỉ vào quả bóng để trẻ nói là con đang chơi bóng đó. Thì chúng ta sẽ giảm dần cái sự trợ giúp đi, đến khi nào mà chúng ta không cần trợ giúp nữa mà trẻ có thể trả lời được thì có nghĩa là trẻ đã hoàn thành cái bài tập này. Giai đoạn đầu là chúng ta đã kết thúc ở bước thứ tư, là chúng ta dạy cho trẻ hiểu cũng như là hướng dẫn cho trẻ cách trả lời, và trẻ bắt đầu trả lời được cái câu hỏi là con đang làm gì rồi. Rồi tuy nhiên đôi khi vẫn còn phải nhắc nhở, hỗ trợ hoặc là nó chưa thực sự thành thạo thì chúng ta sẽ phải bước sang cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai thì rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ phải ứng dụng trong tất cả các tình huống trong ngày, lúc trẻ ăn, khi trẻ chơi, rồi khi trẻ học bài và làm bài, thì chúng ta có thể là gọi tên cái hoạt động mà trẻ đang làm, đôi khi chúng ta lại hỏi trẻ là con đang làm gì đó. Trong tất cả các tình huống hàng ngày thì chúng ta cũng tránh cái việc là lúc nào chúng ta cũng hỏi trẻ là con đang làm gì đấy, con đang làm gì đấy, nhìn thấy nó làm cái gì chúng ta cũng sẽ hỏi, thì nó sẽ gây một cái rất là khó chịu và áp lực cho trẻ trong cái việc là nó sẽ bị truy bức
trong cái việc là phải trả lời câu hỏi của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nạp và dạy trẻ một cách nhẹ nhàng hơn thông qua cái việc đó, là như tôi vừa nói ban nãy, đó là chúng ta có thể nói mô tả cái hoạt động mà trẻ đang làm, mô tả hoạt động của người khác đang làm, mô tả hoạt động của chúng ta đang làm, để trẻ luôn luôn được tiếp xúc với cả cái kiểu câu như vậy. Và thi thoảng thì chúng ta bắt đầu hỏi trẻ là con đang làm gì đấy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải tạo những cái tình huống mà nó tự nhiên, chứ chúng ta đừng nhìn chằm chằm vào trẻ sau đó thì hỏi con đang làm gì đấy, vì bản thân mẹ cũng đã nhìn thấy điều đó rồi. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải tạo ra những cái tình huống là ví dụ như là chúng ta nấp đi một chút ở phía bếp chẳng hạn, ở phía gần trẻ, hoặc quay lưng về phía trẻ để chúng ta thấy, để trẻ biết là ô, chúng ta không nhìn, thì chúng ta hỏi con ơi con đang làm gì đấy. Thế thì lúc đó thì nó sẽ gọi là nó sẽ mang cái thực tế hơn. Hoặc là sau khi mà hỏi cái câu là con đang làm gì đấy, thì chúng ta có thể nói là trẻ trả lời được là con đang chơi bóng. À, con đang chơi bóng à, con có muốn mẹ chơi cùng con không? Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp theo cái chủ đề mà trẻ trả lời, chứ đừng con ơi con đang làm gì đấy, trẻ nói là con đang chơi bóng, thì xong rồi à đúng rồi con giỏi lắm, thế là chúng ta bỏ ngắt quãng cái đoạn hội thoại đó, thì thực sự là nó không được tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, được không ạ? Như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái giai đoạn thứ hai, đó là trẻ có thể trả lời được trong các cái tình huống hàng ngày. Sau khi mà trẻ đã trả lời được một cái câu hỏi là con đang làm gì ở trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày một cách là tốt, và chúng ta không phải gợi ý, hoặc là chúng ta phải rất là ít khi chúng ta phải gợi ý vì vấn đề tập trung hay gì đó của trẻ mà thôi, thì chúng ta sẽ bước sang giai đoạn 3. Giai đoạn 3 như tôi đã nói, đó là cái giai đoạn là tăng cái khả năng khái quát của trẻ. Bởi vì có thể trẻ trả lời được với cô giáo hay là mẹ dạy cái bài tập này, nhưng khi với người khác thì trẻ lại không thực hiện. Điều này thì chúng ta thấy nó xảy ra rất là thường xuyên ở trẻ của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta bắt buộc phải có một cái bước, đó là bước khái quát. Thế thì cái bước khái quát đầu tiên thì chúng ta sẽ phải khái quát là trẻ trả lời được nhiều cái hoạt động hơn, thay vì là tất cả những cái hoạt động quen thuộc, một số cái hoạt động quen thuộc hàng ngày, thì chúng ta có thể là thêm nhiều cái hoạt động khác cho trẻ, nhiều cái hoạt động mới cho trẻ. Ví dụ như là trẻ có thể là chưa bao giờ được đi ra công viên để bu xà, để chơi cát, hay tất cả những cái hoạt động đó, thì chúng ta bắt đầu là tạo các tình huống để cho trẻ ra ngoài, để trẻ sử dụng cái từ mới, cũng như là trả lời cái câu hỏi này một cách là linh hoạt và mở rộng nhiều hơn. Cái thứ hai là chúng ta có thể khái quát mở rộng ra cái như tôi đã nói vừa xong, là cả thay cả đổi cả môi trường đó, thay đổi về cái hoạt động cũng như thay đổi cả môi trường, và bây giờ thì sẽ thay đổi về người, cái đối tác. Ví dụ như là cô giáo dạy trẻ trả lời tốt, mẹ dạy trẻ trả lời tốt, và bây giờ chúng ta sẽ phải khuyến khích là bố hỏi này, anh chị em hỏi này, ông bà có thể hỏi trẻ để cho trẻ có khả năng là khái quát tốt hơn đối với tất cả mọi người. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải cao hơn, là chúng ta sẽ phải thay thế cái tình huống mà chúng ta sẽ phải dạy trẻ. Các bước từ đầu đến giờ thì đang nói đến cái việc là cái đối tác giao tiếp là chúng ta, người lớn hay là ông bà, bố mẹ hay cô giáo đang ở gần trẻ, trước mặt trẻ để đưa ra câu hỏi đó, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái mà khái quát cuối cùng mà chúng ta muốn hướng tới, đó là trẻ có thể trả lời cái câu hỏi này khi mà không có cái sự hiện hữu bởi khuôn mặt của người khác, mà chỉ cần có về giọng nói. Ví dụ như là trong cái trường hợp là mẹ đang đứng ở trên tầng 2 hoặc tầng 3, mẹ nấu cơm chẳng hạn, và trẻ đang chơi ở tầng 1 hoặc tầng 4, có nghĩa là không gần nhau, thì mẹ có thể hỏi là Minh ơi, con đang làm gì đấy? Thì trẻ có thể nói vọng lên là con đang chơi bóng. Thế con chơi bóng đi, tí nữa thì ăn cơm nhé. Đấy đúng là cái việc là trả lời câu hỏi con đang làm gì để sử dụng trong các tình huống hàng ngày, nó sẽ là tự nhiên và hợp lý, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hướng tới cái vấn đề đó. Thì chúng ta sẽ phải tập cho trẻ để trả lời cái câu hỏi đó khi mà cái người khác không có mặt ở trước mặt của trẻ. Đấy là cái phần khái quát cao nhất. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được 3 giai đoạn.
để dạy cho trẻ biết trả lời câu hỏi con đang làm gì đấy ở cái mức độ từ thấp nhất cho đến cao nhất. Nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc cho trẻ cái khả năng về tương tác và giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ cũng như là ứng phó với các tình huống trong xã hội hàng ngày để hồi đáp được những cái thông tin của câu hỏi của người khác. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục với những cái phần giúp cho trẻ hiểu cũng như là trả lời các câu hỏi nâng cao ở những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở bài tập cao nhất này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp một cái khó khăn, đó là có thể là trẻ sẽ không trả lời được bởi vì không có ai hỗ trợ giúp trẻ ở phía dưới này để cho nhắc cho trẻ là sẽ phải trả lời gì đối với cả cái câu hỏi của mẹ từ ở phía trên, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng cái tỷ lệ đấy nó sẽ chỉ là 50-50 thôi, bởi vì khi mà chúng ta làm tốt được các cái bước trên rồi thì cái việc mà trẻ trả lời được câu câu hỏi này nó cũng là dễ dàng thôi, nó cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên nếu như trẻ vẫn gặp khó khăn trong cái việc là trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải xem xét lại cái ba cái bước thực hiện phía trước của chúng ta, trẻ đã thực sự làm tốt chưa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ liên quan đến vấn đề là tập trung của trẻ này, trẻ đang đang hứng thú với một cái gì đó thì trẻ sẽ không trả lời, chúng ta cũng phải tìm hiểu nguyên nhân đó, hoặc chúng ta sẽ phải bố trí một người để hỗ trợ trẻ ở trong những cái buổi đầu tiên để trả lời câu hỏi đó. Ví dụ như mẹ ở trên tầng 3 và bố hoặc là chị sẽ ở dưới này để hỗ trợ cho trẻ một cách hỗ trợ giống như là chúng ta đã làm ở bước 1 ạ, có thể là lúc đầu bằng hình ảnh, sau đó thì bằng cử chỉ điệu bộ để cho trẻ có thể trả lời được câu hỏi đó, đúng không? Thế còn cao hơn mà giống như chúng ta không có ai ở nhà và chỉ có hai mẹ con thôi và chúng ta muốn dạy trẻ điều đó thì chúng ta có thể đưa ra cái câu hỏi như vậy, như thế này: Minh ơi, con đang làm gì đấy? Trẻ không trả lời, đúng ạ? Thì chúng ta có thể đưa ra câu hỏi để cho trẻ lựa chọn: con đang chơi bóng hay con đang viết à? Như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải, khi chúng ta đã đặt câu hỏi đó và muốn dạy trẻ thì chúng ta phải biết là trẻ đang làm gì, sau đó chúng ta mới lên gác để chúng ta hỏi nhá, thì chúng ta mới có cái mà đưa ra để gợi ý. Thì lúc đấy thì trẻ khi mà chúng ta hỏi là bóng hay viết thì trẻ sẽ trả lời được câu hỏi đó, dần dần rồi chúng ta sẽ lại giảm dần sự trợ giúp đi và trẻ sẽ trả lời được. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được ba giai đoạn để dạy cho trẻ biết trả lời câu hỏi con đang làm gì đấy ở cái mức độ từ thấp nhất cho đến cao nhất. Nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc cho trẻ cái khả năng về tương tác và giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ hàng ngày để hồi đáp được những cái thông tin của câu hỏi của người khác. Bài tập hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục với những cái phần giúp cho trẻ hiểu cũng như là trả lời các câu hỏi nâng cao ở những cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.